Xin cảm ơn các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Xưa Trên Chúng Em. Hôm nay là clip số 108. Cơ sở giới thiệu đến các bác về một bộ trường kỷ ngũ sơn hàng cỡ đại các bác nhé, và một số tranh treo tường. Cơ sở em cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các bác những clip vừa qua đã hộ bên cơ sở em rất nhiều ạ. Cơ sở em có địa chỉ tại Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định. Số điện thoại liên hệ đặt hàng 0973384446. Clip của bên cơ sở em sẽ được phát sóng vào lúc 11:30 trưa hàng ngày. Mời các bác cùng truy cập và tham khảo về tất cả các sản phẩm mới của bên cơ sở Đồ Xưa Trên Chúng Em. Và bây giờ vào clip số 108 này, cơ sở giới thiệu đến các bác về một bộ trường kỷ ngũ sơn. Bộ này gồm có 4 món ạ, hàng cỡ đại các bác nhá. Đó, bộ này cực kỳ là to luôn. Đôn, đôn kẹp ngoài bàn các bác nhá. Kích thước là chiều dài 38,5 cm và chiều rộng là 38, cao là 81 cm. Bàn kích thước là chiều dài là 150 và chiều rộng 85 cm, cao 81 cm ạ. Băng ghế dài dài 2,2 m và chiều sâu 63,5 cm và tổng chiều cao của tựa là 135 cm ạ. Bây giờ các bác thể đến lại gần đây để xem chi tiết hơn ạ. Trước tiên em xin quay cho các bác về phần mặt sau. Đó, em quay các bác về phần mặt sau trước các bác nhá. Đó, bộ này gồm có 4 món ạ. Đó, mặt trước như mặt sau đều được cơ sở cần cực kỳ là kỹ luôn các bác nhá. Phần giữa đây gồm có viên đá cẩm thạch giữa này, bên cạnh là hai cành cây cúc các bác nhá. Khung cẩn những dây neo liên chi cực kỳ là đẹp ạ. Bản rộng là 5 cm các bác nhá. 5,5 cm. Đó, và chiều dày là 4,5 cm nhân 5,5 cm. Cực kỳ là dày dặn luôn. Đó, khung ngoài thì cần cực kỳ là kỹ, kết hợp với đục chạm ạ, cảnh tứ quý ở tượng trưng cho 4 mùa xuân hạ thu đông. Đó, phần đây là cảnh nằm trúc và cây tùng các bác nhá. Đó, bên ngoài đây là một cảnh cây cúc và cây mai tứ quý, tùng cúc trúc mai, tượng trưng cho 4 mùa xuân hạ thu đông ạ. Chân thì được đục chạm đầu lân chân cá các bác nhá. Chân là 14 cm ạ, 14 cm vuông, và các phần rễu này đều được đục chạm này, trúc này, cây mai và cây tùng ạ. Đó, tứ quý các bác nhá. Cần cực kỳ là đẹp luôn. Mặt sau đều như mặt trước các bác nhá. Cơ sở cần cực kỳ là kỹ luôn. Hàng này hàng cỡ đại các bác nhá. Chiều dài là 2,2 m. Đó, khung thì cực kỳ dày 4,5 x 5,5 cm. Bảo đẹp cho các bác luôn. Và phần hông ngang của tay đây, hông ngang của chiếc ghế đại này các bác nhá. Đó, cần những ô van này, những dây neo liên chi này, cảnh một cây trúc và cây đa, chân đục chạm đầu lân chân cá. Đó, ốc xa cờ Singapore 7 màu cực kỳ là đẹp luôn các bác nhá. Và đây là phần băng ghế này. Băng ghế dài đây các bác nhá. Mặt ghế này gồm có 3 viên đá cẩm thạch tự nhiên này. Vân núi thì các bác khỏi chê đồ cực kỳ là đẹp luôn. Cũng như là phần tựa trên này, vai cuốn các bác nhá. Đó, ở giữa đây. Đó, một viên đá cẩm thạch này kết hợp với cẩn cây tùng lộc các bác nhá. Đó, một cây tùng lộc ạ. Đó, bao đẹp chắc bác luôn. Không cần những ô vàng và những dây neo liên chi cực kỳ là đẹp ạ. Điệu này, đó, hoa mai các bác nhá. Đục chạm thì cực kỳ đẹp và kỹ thuật luôn ạ. Cơ sở em có địa chỉ tại Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định. Sản phẩm được chế tác tại cơ sở Đồ Xưa Trên Hải Minh Chúng Em, hàng không qua trung gian, nên các bác hoàn toàn yên tâm về giá cả cũng như là chế độ bảo hành của bên cơ sở em. Đó, bao đẹp cho các bác luôn nhé. Bác nào xem không rõ thì cơ sở sẽ chụp hình thêm cho các bác ạ. Và phần tay đây, tay đây các bác nhé, tay cơ sở cần cây lục bình mai và những hình oval này cực kỳ đẹp ạ. Bàn tay rộng này, bàn tay 8,5 cm và nhân 5,5 cm. Đó, em sẽ quay rộng ra để cho các bác xem được thực tế nhất về một chiếc băng ghế dài này, cực kỳ đẳng cấp luôn các bác nhá. Hàng cực kỳ là dày dặn luôn ạ. Đó, bảo đẹp cho các bác luôn. Và em giới thiệu đến các bác về một chiếc bàn này, bàn và một bàn nhỏ ngoài các bác nhá. Đó, một chiếc bàn lớn và một chiếc bàn nhỏ. Đó, bàn nhỏ đều được cẩn cũng như là chiếc bàn lớn đây, mặt đây cẩn cực kỳ đẹp luôn. Giữa đây một viên đá cẩm thạch tự nhiên này, phần bệ đây các bác nhá. Cần là một cây tùng và một cây trúc ạ. Đó, phần điệu đều được đục chạm người, chân đục chạm đầu lần chân cá, chân là 8 sen vuông các bác nhé. Đục chạm vải cực kỳ là đẹp luôn ạ. Đó, bao đẹp cho các bác luôn. Bác là cần chi tiết cơ sở sẽ chụp hình thêm cho các bác ạ. Đó, bàn này chiều dài là 1,5 m các bác nhé. Đó, bằng đôn kẹp ngoài thì là rộng là 38 cm. Đó, chân đục chạm đầu lần chân cá, chân bàn là chân 14 sen các bác nhé, 14 sen vuông. Đó, đục chạm cảnh được tùng và cây mai. Đó. Bác là sao không rõ hay là muốn xem trực tiếp nhất thì có thể đến tại cơ sở của em có địa chỉ tại Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định để xem trực tiếp nhất về cái bộ sản phẩm siêu VIP này của bên cơ sở em, với một bộ trường kỷ ngũ sơn hàng cỡ đại của bên cơ sở em ạ. Bộ này gồm có 4 món
hai băng dài và một bản kẹp nhỏ. Ở bộ đại cơ sở xin báo giá luôn cho các bác, giá là 130 triệu các bác nhé. 130 triệu em bao phí ship vận chuyển toàn quốc cho các bác luôn. Hàng này hàng cỡ đại các bác nhá. Đó, cực kỳ to và cực kỳ là dày dặn và cực kỳ là nặng luôn. Riêng một băng ghế này cỡ khoảng 8 người có thể khiêng được các bác nhá. Hàng cực kỳ là dày luôn ạ. Giá là 130 triệu bao phí ship vận chuyển trên toàn quốc cho các bác luôn. Đó, chuẩn hàng, chuẩn chất lượng các bác nhá. Được chế tác tại cơ sở đồ xưa trên hành mình chúng em. Hàng không qua trung gian các bác nhá. Đây các bác hoàn toàn yên tâm ạ. Đó, bác nào cần chi tiết hơn thì cơ sở sẽ chụp hình thêm cho các bác qua số điện thoại Zalo. Và tiếp tục về những sản phẩm tiếp theo, cơ sở giới thiệu đến các bác về một bộ tranh tứ quý chất liệu là vô chắc các bác nhá. Đó, em sẽ giới thiệu đến các bác về tranh treo tường đó, sau đó em sẽ giới thiệu đến các bác về một số sản phẩm đồ gỗ mini của clip số 108 này. Ở trên đây em đang có một bộ tranh tứ quý Tùng Cúc Trúc Mai và 4 mùa. Đó, có kích thước là chiều ngang 30 và cao là 109 cm, được đục chạm cảnh tích là phu thê viên mãn các bác nhá. Trên nền là gỗ chắc và được cẩn gỗ xưa, ngà và đá cẩm thạch ạ. Đó, được cảnh một cây hoa đại các bác nhá. Và đây cảnh một cây bông hoa, cây hồng ạ. Đó, cực kỳ đục chạm thì cực kỳ là kênh bong luôn. Đó, cực kỳ là sắc nét luôn các bác nhá. Toàn là những nguyên liệu quý được cơ sở đã chọn lọc đảm và đã chế tác nên một bức tranh tứ quý với cảnh phu thê viên mãn ạ. Đó, cực kỳ đẹp luôn, thân cây gỗ xưa này, đây cảnh cây đa các bác nhá. Đó, cực kỳ đẹp luôn, những đôi phượng này. Đó, cực kỳ là sắc nét, đục chạm tiền thì các bác khỏi chê được, cực kỳ là đẹp luôn ạ. Bộ tranh tứ quý này với chất liệu là gỗ chắc này, cơ sở ra đu cho các bác giá là 40 triệu các bác nhé. 40 triệu em bao phí ship cho các bác luôn. Đó, bác nào cần chi tiết hơn thì cơ sở em sẽ chụp hình thêm cho các bác cùng được tham khảo qua số điện thoại Zalo. Hàng này em bao đẹp, bao chuẩn đồ cho các bác luôn, nên các bác hoàn toàn yên tâm về chất lượng này cũng như là về chất lượng sản phẩm này. Đó, bao đẹp cho các bác luôn, không một nỗi làm gì các bác nhé. Đó, giá là 40 triệu em bao phí ship cho các bác luôn ạ. Và tiếp tục về một số sản phẩm đồ gỗ mini em đang để trên bàn đây, gồm có 4 món ạ, và clip số 108 này. Đó, trước tiên em xin giới thiệu đến các bác về một bộ ấm trà. Em sẽ giới thiệu đến các bác về một bộ ấm trà gồm có 7 món ạ, 1 ni lớn và 6 ni nhỏ các bác nhé. Đó, 6 ni nhỏ. Kích thước chiều ngang còn này là khoảng 14 cm và chiều cao khoảng 8 cm ạ. Đó, chất liệu là gỗ chắc và được cẩn gỗ xưa, cận cẩn ốc sa cừ cũng như là đồng các bác nhá. Đây, miệng đáy dưới này cẩn đồng này. Đó, và cẩn cành đào các bác nhá. Miệng trên đây đều được cẩn hết ạ. Chất liệu gỗ chắc liền khối luôn các bác nhá. Từ đầu vòi này, tay nắm này đều là gỗ liền khối luôn ạ. Đó, và đẹp cho các bác luôn. Và các ni nhỏ đây đều được cẩn những cành đào các bác nhá. Đó, những cành đào đây. Đó, bao đẹp cho các bác luôn. Đó, miệng này đều được bọc đồng các bác nhá. Nhưng một bộ ấm trà này cơ sở giao lưu cho các bác giá là 2,5 triệu các bác nhá. 2,5 triệu một bộ. Đó, một bộ trà ấm trà này chất liệu là gỗ chắc ạ, cực kỳ là sang trọng và đẳng cấp luôn. Và tiếp tục cơ sở đã có một chiếc khăn nan với chất liệu là gỗ chắc ạ, kích thước 24 x 38 cm, được cẩn ngà ốc sa cừ cũng như là gỗ xưa. Ngoài đây cần có đồ, bên trong đây cần cảnh một đôi yên ương các bác nhá. Đó, viền ngoài đấy được bọc đồng này, cũng đục chạm là hoa lá tây, cực kỳ là đẹp luôn với một chiếc khăn nan này. Đây, dáng thì cực kỳ đẹp mặt sau này, bao đẹp cho các bác luôn nhá. Bác nào muốn sở hữu hay là muốn sưu tầm về cái sản phẩm này có thể liên hệ trực tiếp cơ sở em, đã để trên số điện thoại trên màn hình rồi, kết bạn với em. Đó, và một chiếc khăn nan này cơ sở giao lưu cho các bác giá là 3,2 triệu các bác nhá. Đó, tổng một bộ combo này 5,7 triệu ạ. 5,7 triệu em bao phí ship cho các bác luôn. Các bác kiểm tra hàng đúng hàng, đúng chất lượng, các bác thanh toán các bác nhá. Đó, sản phẩm hiện tại đang có bên cơ sở số 2 của bên cơ sở đồ xưa trên hành mình chúng em. Đó, bác nào ở gần có thể đến tại cơ sở của em để xem trực tiếp nhất ạ. Và tiếp tục cơ sở em giới thiệu đến các bác về một chiếc hộp đựng mứt ạ. Và hộp đựng mứt với chất liệu là gỗ gõ và là gỗ liền khối luôn. Đó, kích thước là đường kính là 31 và cao là 12 cm. Đó, cực kỳ là đẹp luôn các bác nhá, được cẩn ốc sa cừ Singapore. Đó, bao đẹp cho các bác luôn này. Đó, cẩn này tứ quý các bác nhá. Trên này gồm có 5 chữ phúc ạ, 5 chữ phúc ạ, ngũ phúc ạ. Bên trong đây chúng ta đựng hộp hạt dưa hay là mứt bánh kẹo trong này. Ngày lễ ngày Tết thì chúng ta để trong này, cực kỳ là sang trọng các bác nhá. Để trên bàn tiếp khách thì gọi là quá là đẳng cấp luôn. Đó, hộp này cơ sở giao luôn cho các bác giá là 2,8 triệu ạ. 2,8 triệu các bác nhá, bao phí ship cho các bác luôn. À, tiếp tục cơ sở em có một chiếc ống đựng trà ở chất liệu là gỗ gụ ạ, có kích thước chiều cao 23, đường kính là 15,5 cm, được cẩn cảnh tích là trúc lâm thất hiền ạ. Ốc thì cực kỳ là đẹp luôn rồi các bác nhé.
Chất liệu nào gỗ gụ ạ, hay gọi là khó mật, gỗ mật ạ. Chứ không, ống đựng trà này cơ sở ra luôn cho các bác giá là 2 triệu rưỡi ạ. Gỗ là liền khối luôn các bác nhá. Phần bên trong đây, bao đẹp cho các bác luôn, không lỗi lầm gì. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Đáy đây các bác nhá, bao đẹp cho các bác luôn. Ống đựng trà này chúng ta có thể đựng được khoảng 500 kg trà. Đó, các bác nhá, bao đẹp cho các bác luôn. Giá 2 triệu rưỡi, bao phí ship cho các bác luôn ạ. Tiếp tục, cơ sở em đang có một hộp cháp ạ, và hộp cháp tròn được cần cảnh tích các bác nhá, cảnh tích Tam Quốc ạ. Đây là mặt trên của chiếc cháp ạ, ốc Singapore đỏ lửa luôn ạ. Đó, và cực kỳ cảnh, đây cực kỳ là tơ tóc luôn các bác nhá. Ở trên nền là gỗ hụ hay còn gọi là họ mật, gỗ mật ạ. Đó, ốc thì bao đẹp cho các bác luôn. Viền ngoài đây được cần cảnh tích là Tam Quốc ạ, viền ngoài cần cảnh tích Tam Quốc. Đó, bao đẹp cho các bác luôn nhá, không một nỗi làm gì, cực kỳ là vip luôn. Và phần bên trong đây gồm có một ngăn chúng ta để bánh kẹo hay là chầu cau gì trong này cũng được, nó bên trong này cũng đều được cật luôn. Đó, chúng ta úp vào trong này, bao đẹp cho các bác luôn nhá. Với chiếc hộp cháp này cơ sở giao lưu cho các bác giá là 4,5 triệu ạ, có đường kính 27 cm, 4,5 triệu các bác nhá. Bác nào quan tâm đến tất cả các sản phẩm nào của bên cơ sở em có thể liên hệ trực tiếp cơ sở em qua số điện thoại Zalo 0973384446 ạ. Và tiếp tục về clip số 108 này, cơ sở giới thiệu thêm cho các bác về một đôi tranh cha mẹ với dòng chữ là phúc đức ạ, bằng những câu nói về người cha người mẹ. Như bên đây có một đôi, một chữ nói về người cha thương cha xuôi ngược giữa dòng, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Và một câu nói về người mẹ, mẹ yêu tất tả gánh gồng nuôi con. Những câu nói này là cực kỳ là ý nghĩa luôn các bác nhá. Đó, nói lên những người sinh thành nên mình, và kết hợp với đục chạm là những một hình quả bầu quả bí có nhá. Kích thước chiều cao là 117 cm, ngang 30 cm và độ dày là 4 cm. Đó, bác nào muốn sở hữu thì có thể liên hệ trực tiếp cơ sở em. Một đôi cha mẹ này cơ sở giao lưu cho các bác giá là 6,5 triệu các bác nhá, bao phí ship vận chuyển trên toàn quốc cho các bác. Và tất cả các sản phẩm ngày hôm nay bác nào xem không rõ có thể liên hệ cơ sở em sẽ gửi thêm thông tin chi tiết cho các bác qua số điện thoại Zalo. Và ngoài các sản phẩm này ra, bên cơ sở còn rất nhiều các mẫu mã khác nhau, các bác có thể liên hệ trực tiếp cơ sở em qua số Zalo, cũng như có thể truy cập kênh YouTube Đồ Xưa Chiến Hình chúng em vào lúc 11:30 trưa hàng ngày và tham khảo về tất cả các danh mục như nội thất phòng ăn, phòng khách, phòng thờ và tranh treo tường, bên cơ sở em đều có và tham khảo ạ. Ngoài ra bên cơ sở sẽ nhận đặt hàng theo yêu cầu, tất cả mẫu mã nào các bác yêu cầu bên cơ sở đều đáp ứng hết cho các bác, và cơ sở sẽ lên mô hình 3D trước khi cho các bác đặt hàng ạ. Phần Đồ Xưa Trên chúng em xin trân trọng kính chào các bác và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Xin chào, cảm ơn ạ, và hẹn gặp lại ạ.